Hi mọi người, hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề travel và những cái câu cần thiết cho mọi người khi mà mọi người đi du lịch. Bây giờ thì bắt đầu nha. Câu đầu tiên đó là câu I have a reservation. Trong trường hợp mà mình đã đặt bàn rồi thì mình sẽ nói cái câu này. Và thường là nếu như mình đặt bàn thì mình sẽ nói là cái tên của người đặt bàn. Thì mình sẽ kèm thêm câu là the name is. Ví dụ như là I have a reservation, it's 8 o'clock. The name is Selena. Could I have the menu please? Trong trường hợp mà bạn vào nhà hàng và bạn đã ngồi tại bàn rồi nhưng mà vẫn không thấy thực đơn ở đâu thì bạn sẽ nói cái câu này. Could I have the menu please? Khi mình đi du lịch đó thì thường mình sẽ hỏi tham khảo ý kiến của lễ tân hoặc là phục vụ cái món ăn nào ngon hoặc là địa điểm du lịch nào nó thú vị thì mình sẽ hỏi như thế này. Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Khi du lịch đó thì mình sẽ gặp rất là nhiều hoàn cảnh trớ trêu thay. Ví dụ như là mình vào một nhà hàng và mình order pizza nhưng mà người ta lại đem cho mình món hamburger. Thì trong trường hợp đó thì mình không có nên lẳng lặng, mình sợ nói tiếng Anh quá nên mình im luôn và mình chấp nhận cho ăn món hamburger đó. Và mình phải biết cách nói. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ nói là This isn't what I ordered, could you check please? This isn't what I ordered, could you check please? Excuse me, where is the restroom? Thì khi mà bạn muốn hỏi những người gần ở đó, cái nhà vệ sinh ở đâu thì bạn sẽ hỏi cái câu này. Excuse me, where is the restroom? Thì thật ra người Mỹ người ta thường dùng cái từ restroom thay cho cái từ toilet. Người ta sẽ không thường nói từ toilet, tại vì người ta muốn nói chuyện nghe cho nó lịch sự hơn một tí thì người ta sẽ dùng restroom. Sau khi ăn xong mình muốn tính tiền thì mình sẽ nói là Could I have the bill? Could I have the bill? Và nếu như mình thanh toán bằng thẻ thì mình có thể hỏi câu là Do you take credit cards? Do you take credit cards? Cái câu mà take credit cards không có nghĩa là người ta sẽ lấy cái thẻ của bạn để người ta dùng. Câu đó nghĩa là ok, bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ không? Khi mà mình đi du lịch ở một vài nước như là Thailand hoặc là Singapore thì mình cũng ngờ ngợ không biết người dân họ có thể giao tiếp với mình bằng tiếng Anh hay không. Thì nếu như mình muốn biết họ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hay không thì mình sẽ hỏi là Do you speak English? Do you speak English? Và trong trường hợp là họ nói nhanh quá mình nghe không có kịp và mình muốn họ nói chậm hơn thì mình sẽ nói câu là Could you speak slowly please? Could you speak slowly please? Câu này chắc chắn là phải thuộc nằm lòng rồi. How much is it? How much is it? Để mà khi mà mình đi ăn ở nhà hàng hay là mình đi mua sắm mà mình thấy giá cả mà mình cũng không có chắc cái giá đó có phải là đúng như cái trên cái mạc hay không thì mình sẽ hỏi là how much is it? Hỏi giá thì xong rồi thấy nó mắc quá. Mình muốn hỏi coi là có giảm giá cho mình được cái gì hay không thì mình có thể hỏi là Could you give me a discount? Could you give me a discount? Khi mà mình mua giày dép hoặc là quần áo mà mình muốn thử cái món đồ đó xem vừa vặn hay không trước khi mình mua thì mình sẽ hỏi Can I try it on? Can I try it on? Thời buổi hiện đại rồi thì mình thấy là đi đâu người ta cũng check in hoặc là người ta sẽ log in Facebook để mình có thể truy cập mạng thì mình có thể hỏi Is the Wi-Fi free? Is the Wi-Fi free? Can I have the password? Can I have the password? Khi mà đi du lịch thì thường mình sẽ có bản đồ và nếu như mình không có bản đồ thì mình có thể hỏi nhân viên lễ tân hoặc là những người dân địa phương nơi mà bán những cái bản đồ đó. Mình sẽ hỏi là Could I have a map? Could I have a map? Đi du lịch chắc chắn là mình sẽ chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc. Và nếu trong trường hợp mà mình không có người bạn nào đi cùng để chụp hình cho mình hoặc là mình không thể nào dùng cây gậy selfie thì mình có thể nhờ người ta chụp hình cho mình. Và nếu mình nhờ thì mình hãy nên nói câu này Could you take a picture of me please? Could you take a picture of me please? Hy vọng là các câu vừa rồi sẽ giúp các bạn trong việc mà đi du lịch ở một nước lạ và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.